Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 29 tháng 5, người dân sinh sống tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên phát hiện ông Nguyễn Cường, bà Lê Thị Lan, vợ ông Cường và con gái là chị Nguyễn Thị Dung đã qua đời thảm thương trong chính căn nhà của họ. Hiện trường có nhiều vết huyết. Bên trong nhà có nhiều xáo trộn, dấu tích của việc giằng co. Trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra sự việc để chỉ đạo điều tra, Đại tá Tuấn nhận định vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Đại tá Tuấn đề nghị các phòng cảnh sát hình sự cùng nhiều lực lượng khác tham gia phá án, khẩn trương truy tìm, vận động toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can. Nhiều cảnh sát vào cuộc điều tra mọi quan hệ xã hội, các mâu thuẫn trong kinh doanh, hiềm khích của những nạn nhân và xung quanh. Qua điều tra tìm hiểu, nhiều hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết thời gian gần đây, chồng cũ của chị Dung là Đoàn Minh Hải hay đến lớn tiếng giành nuôi con. Từ những dấu tích tại hiện trường, chứng cứ thu thập được và lời khai những người xung quanh, Hải bị xác định là nghi can nhưng đã rời địa phương nên ban chuyên án tập trung vào tên này, đồng thời phát lệnh truy tìm. Thượng tá Trần Thanh Tâm, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Phú Yên nhận định. Ngoài ra, Công an Phú Yên cũng liên lạc nhờ phòng trọng án Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra. Một tổ điều tra của C02 trực tiếp có mặt tại Phú Yên, phối hợp cùng địa phương phá án. Một tổ khác tỏa đi nhiều nơi lần theo dấu vết nghi can. Theo Thượng tá Tâm, các trinh sát phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự và tổ điều tra của tỉnh phát hiện Hải đi nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và tới nhà bạn ở quận Bình Tân. Đến tối ngày 29 tháng 5, Hải bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đi xin tiền một người bạn. Sáng ngày 30 tháng 5, Đoàn Minh Hải bị di lý về Phú Yên, tiếp tục lấy lời khai, điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, khai nhận bản thân đã ra tay lấy mạng 3 người trong gia đình vợ cũ. Đối tượng Hải tỏ ra bình thản và nhớ đến từng chi tiết gây án, chỉ ra từng nơi đã cất giấu hung khí. Theo lời khai của nghi phạm, Hải ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ. Năm 2018, sau khi kết hôn với chị Nguyễn Thị Dung, hai vợ chồng sống ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, cách gia đình vợ khoảng 400m. Vài tháng sau khi có con, hai vợ chồng đã ly hôn. Về nguyên nhân ly hôn, Hải cho rằng cha mẹ vợ không nể mình. Sau đó, chị Dung đưa con về nhà cha mẹ đẻ. Thời gian này, Hải nhớ con nên mỗi lần đi làm về, anh ta hay đi ngang qua nhà vợ cũ. Theo nghi phạm, những lần đầu, ông Nguyễn Cường và bà Lê Thị Lan để Hải thăm con. Tuy nhiên, do Hải nhiều lần tìm gặp con, nên gia đình vợ cũ không cho thăm gặp. Hải khai, con trai ông Cường nhiều lần tỏ thái độ, khiến nghi phạm bức xúc, nảy sinh ý định, tước đoạt mạng sống của cha mẹ và em trai của vợ cũ. Từ đó, Hải đã chuẩn bị sẵn hung khí. Nhiều lần tôi về thăm con, bị bên đó ngăn cản. Tôi xuống nước, năn nỉ cũng không được, nên nảy sinh thù hận. Hải khai nhận, khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 5, Hải cho hung khí vào một túi màu đen rồi đến nhà của vợ cũ. Anh ta đứng ngoài hàng rào, nhìn vào nhà thì thấy con gái ở trước hiên nhà. Khi Hải đi vào trước cửa nhà nói chuyện với con, vợ chồng ông Cường không hỏi han gì. Sau khi con gái đi vào trong nhà, Hải cầm hung khí ra tay, khiến ông Cường nằm tại chỗ. Bà Lan cùng chị Dung hô hoán, thì bị nghi phạm dùng hung khí tấn công. Tiếp đó nghi phạm không thấy em trai chị Dung, nên ôm con gái về nhà gửi cho cha mẹ. Chưa dừng lại, Hải hai lần quay lại nhà ông Nguyễn Cường để kiểm tra các nạn nhân đã qua đời hay chưa. Đồng thời ngồi bên thi hài chị Dung để nói lời tiễn biệt. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Hải dùng xe máy của một người thân đi từ Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn. Nói lời sau cùng khiến ai cũng rùng mình. Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Đoàn Minh Hải. Trước khi gây trọng tội,
đối tượng này có quá khứ bất hảo với hàng loạt quyết định xử phạt hành chính cũng như bản án hình sự. Bản án sơ thẩm xác định Đoàn Minh Hải và chị Dung trú cùng địa phương, chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và có với nhau một con chung. Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa xét xử không công nhận Hải và chị Dương là vợ chồng, giao con cho chị Dung nuôi dưỡng. Hải có quyền nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được ngăn cản. Tuy nhiên sau đó Hải nhiều lần đến nhà Dung thăm con, nhưng bị Dung và ông Nguyễn Cường, bà Lê Thị Lan, Nguyễn Hùng ngăn cản, không cho gặp con, nên Hải nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 5, Hải điều khiển xe mô tô không gắn biển số, đem theo hung khí đến nhà ông Cường và gây ra vụ thảm sát nói trên. Theo cáo trạng, Đoàn Minh Hải thành khẩn khai báo, cho biết cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Cáo trạng cáo buộc Đoàn Minh Hải phạm tội sát hại từ 2 người trở lên, theo điểm A, N, khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều khoản này, người phạm tội bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Tại phiên tòa, bị cáo Hải thể hiện nét mặt rất bình tĩnh, không tỏ ra sợ sệt dù đối diện với án tử. Hải luôn để mắt đến con gái mình, nhiều lúc không để ý câu hỏi của hội đồng xét xử. Hải còn thể hiện sự bực tức, hung hãn. Khi tòa hỏi làm gì vào trưa ngày 28 tháng 5, Hải nói tìm thằng Hùng để khử nó. Hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát đều hỏi Hải có ân hận với hành vi tàn ác của mình không. Hải trả lời rất bình tĩnh, có gì đâu mà ân hận. Tụi nó ngăn cản tôi, coi thường tôi chịu sao nổi, tôi phải khử hết tụi nó. Hải khai, sau khi hại ba người, Hải quay lại địa điểm gây án hai lần với mục đích tìm và lấy mạng cho bằng được em vợ cũ. Tôi mà gặp nó là tôi khử nó rồi, Hải nói trước tòa. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng hành vi của Hải vô cùng tàn ác. Hải dùng hung khí chuẩn bị trước và gây ra hai ba vết thương khủng khiếp trên thi hài ba người mà Hải từng gọi là vợ, cha mẹ vợ. Hải không hề đắn đo, lưỡng lự mà ra tay rất nhanh, dứt khoát, khiến các nạn nhân không kịp chạy ra khỏi nhà để thoát thân. Khi thấy ba nạn nhân đã gục ngã trên nền nhà, Hải vẫn tiếp tục dùng hung khí lao vào tác động. Tiếp đó Hải chuẩn bị hung khí quyết lấy mạng cho bằng được em vợ cũ. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của Hải hết sức côn đồ và quyết tâm phạm tội đến cùng. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Hải không hề tỏ ra chút ân hận. Ngược lại, bị cáo này còn tiếp tục đòi khử em vợ cũ ngay tại phiên tòa. Từ đó đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tử hình đối với Đoàn Minh Hải. Trong phần lời nói sau cùng, thay vì gửi gắm đến người thân, gia đình Hải lại một lần nữa hét lớn: tòa tuyên tử 10 lần cũng được, nhưng tôi sẽ lấy mạng thằng kia. Căn cứ hồ sơ vụ án và các lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên mức án tử hình đối với Đoàn Minh Hải là đúng người, đúng tội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.